Tính đến đầu tháng 8 năm 2015 thì thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 6.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch trên toàn địa bàn thành phố. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân chung tay phòng chống dịch và cho biết là sẽ thực hiện xử phạt với những trường hợp vi phạm. Hơn 6.100 trường hợp mắc sốt xuất huyết được ghi nhận tại các cơ sở y tế của thành phố Hồ Chí Minh, tăng gần 50% so với cùng thời điểm này của năm ngoái. Nguy cơ lây lan và bùng phát dịch đang đến gần với ngành y tế dự phòng và người dân thành phố. Đặc biệt là mùa mưa đã tới thì người dân còn thờ ơ với việc phòng dịch ngay từ chính gia đình, khi mà hàng loạt các kênh rạch ô nhiễm tiếp tục là nguồn phát sinh muỗi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Đây là những yếu tố nguy cơ khiến cho bệnh phát sinh trong suốt thời gian vừa qua. Điểm nóng tiếp tục tập trung tại các quận huyện ngoại thành như là quận 8, quận Thủ Đức, Nhà Bè, quận 9. Vì vậy, việc người dân không dọn dẹp vệ sinh để cho lăng quăng phát sinh trong gia đình sẽ bị xử phạt hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương có số người nhiễm sốt xuất huyết lớn trong khu vực miền Nam. Vì vậy, công tác dự phòng đang được tăng cường quyết liệt.